Bây giờ hai đứa bình tĩnh nghe cô nói nè. Cái kinh nghiệm làm mẹ 30 năm của cô, dạ, cô khuyên tụi con, dạ, bây giờ á đi về xin lỗi cha đi. Hiểu chưa? Cô thiệt không ngờ luôn á, mặt cô hả thạch xanh mà tâm hồn như Lý Thông vậy đó, cô ác dễ sợ. Bây giờ tụi con mà về gặp ba mẹ của con khác nào là chui vô chỗ chết rồi. Trời ơi, tụi con phải nghe lời cô đi, không có cha mẹ nào, không có hùm dữ nào mà ăn thịt con hết trơn trời á, con hiểu không? Thôi. Đây nè, đó cô làm mẹ nè, cô làm mẹ đây nè, cho nên là trời, tôi tức hai cái đứa này quá. Tôi không có được ý. Qua hôm qua thấy chân này thì tính qua xin trái. Thiệt tình á, để tôi kể cho anh nghe, tội nghiệp lắm. Ừ. Tụi nó bây giờ trốn cha trốn mẹ lên đây nè, lén lút ở với nhau nè, hiểu không? Đó, thì bây giờ á, tôi đang khuyên tụi nó là về xin lỗi ba nhỏ này đi. Theo anh thì sao? Thì chết chứ sao? Nhẹ thì chia tay, còn nặng thì vô bệnh viện. Sao nói vậy? Chú vậy thôi. Chú nói chú không có giận, chú đang nói nghiêm túc ha. Sớm trên 3 cặp, sớm dưới 6 cặp kìa. Đó, cũng giống tụi con vậy đó. Cái xong cái về xin lỗi cha mẹ tưởng sao? Cha mẹ bắt đầu ra tay ha. Bên đàn gái thì giữ con gái lại, bên đàn trai giữ con trai lại. Nhốt không cho gặp nhau ha. Rồi bây giờ nhốt không biết có giết không. Giờ tụi nó không có thấy nhau luôn. Trời ơi, không bao giờ tụi con không bao giờ chia lìa nhau được đâu. Đó anh coi anh nhìn gì mà anh thì anh tụi con đừng có nghe. Mình đây mình ra đây, mình ra đây với em. Trời ơi, bây giờ vậy nè. Đây mới là người đáng tin cậy. Hồi nãy cô lộn cái ông kia là cái ông cuộc đời ông, đừng có nghe ông cái gì hết trơn á. Bây giờ nghe ông này ha. Mà vụ gì? Em đang khuyên tụi nó về á, là đây nè, về xin lỗi ba nhỏ này đó. Thì mình thấy sao? Tao đập chết cha mày chứ sao? Mày nghĩ sao vậy? Trời đất ơi, con gái tao nuôi lớn lên rồi tự nhiên mày dụ dỗ người ta đi theo mày không có cưới hỏi chứ. Trời đất ơi, làm cha làm mẹ nào chịu nổi, đúng không? Đúng không? Chồng bà nói đó đúng không? Chồng bà tôi đập nó chết đó, đập chết luôn đó. Thêm con ơi, con à, hả? Con chào ba. Dạ. Không coi được quá vậy con. Dạ. Trời ơi, thấy gì mà nó cũng bự quá ha. Trời ơi, vậy mới là gọi là đáng đồng tiền bát gạo đúng không con? Dạ đúng rồi ba. Ừ. Sao à? Cái mùi gì nó nặng nặng mà nó khó chịu quá vậy con? Ba nghe với cái mùi gì vậy? À, mùi xịt phòng quá ba. Trời ơi. Đôi giày mơ ước của ba. Ngày xưa ba mê đá banh lắm nha con. Ủa ba nhìn đôi giày ba mê lắm. Cái đôi giày này đã cỡ chân ba chứ không phải chơi đâu á. Dạ. Giày của cái ai này vậy? Dạ dạ của con. Dạ của con đó ba. Dạ dạ dạo này là người ta có một cái mốt là tập thể thao là phải mang giày đá banh đó ba. Cho nó khỏe, con phải tập thể thao cho con khỏe. Cái chân của con mà bây giờ mang được đôi giày này luôn hả con? Dạ thì con tập nhiều quá cái chân con nó nở ra đó ba. Trời đất ơi. Cái gì cũng nở mà cái chân nó cũng nở rồi hả? Dạ nó nở luôn. Nộ ha. Dạ. Không nhận lâu lâu gặp lại gái ba dạ. Nói chuyện hồi vui ha. Dạ. Cái giường con đây đó hả? Dạ cái giường con đó ba. Trời đất ơi, bởi vậy y sung sướng quá trời. Nhìn cái giường là ba mê. Đó con biết không, lúc mà cưới mẹ về, người ta tặng cho ba cặp gối nguyên ương. Nói dạ. Hai vợ chồng nằm đi, bảo đảm sau này sẽ hạnh phúc. Trời ơi, bây giờ một mình con mà nằm hai cái gối nguyên ương. Ủa là sao? Con ở con mình mất máu chơi tới hai cái gối vậy? Dạ thì con tính con thích sạch sẽ cho nên là con chia ra là ngày chẳng là con nằm gối bên trái, còn ngày lẻ là con nằm gối bên phải. À, 2, 4, 6 là nằm bên này, 3, 5, 7 là nằm bên kia. Dạ đúng rồi. Vậy còn chủ nhật con nằm đâu con? Dạ chủ nhật con nằm một lúc 3 cái gối ba. Một lúc 3 cái gối hả? Dạ. Vậy cái lúc nào con bị đụng đầu với nó không? Sao đụng được ba? Ừ, mỗi đứa nằm gối riêng đúng không con? Mỗi nhẹ cái lòi là le luôn. Sao con? Giờ con nói thiệt cho ba nghe đi. Dạ. Mà cái mùi nó nồng nặc, mà nó mang đôi giày đá banh, mà nó còn nằm ké cái gối của con nữa. Thằng đó là ai? Con ở đây với nó mà nó đâu? Nó là ai? Con nói cho ba nghe, nó là ai? Dạ con chào bác. Dạ con chào bác. Duyên nó ở chung phòng với cái con bé này đó bác.
Chào con bé này đó hả? Dạ. Đất ơi, con bé này nó bự hơn con bé mẹ ở nhà nữa. Dạ, hồi nhỏ con buôn gánh bán bưng đó. Ở nhà con phụ ba má con bốc vác rồi đó, nên con hơi bự con thôi. Nhưng mà trong người con rất là nữ tính. Con dễ thương lắm. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dễ thương đó, hả? Vậy rồi. Còn con bé này là ai? Con hả? Con hả? Con là hàng xóm. Hàng xóm hả? Đi qua đây đi. Cười mà như là đau bụng và rặn miết luôn nha. Hàng xóm với nhau đây chứ. Ở đây là con đây đó hả? Dạ. Bạn cùng phòng con tên gì vậy? Dạ con tên Tùng. Trời ơi. Cái gì? Tự gặp người lạ con run quá. Con nói lộn thôi chứ thật sự con tên trong khai sinh là con tên My. My. Dạ đúng rồi, My My. My là My. Cái tên rất dễ thương. My, My. Chẳng hạn như là Diễm My nè. Dạ không phải. Lệ My. Không đúng luôn. My My. Sao đó? Ủa gì chứ con tên gì My? Masumilami. Dạ nước ngoài, tên con nước ngoài á, nhà con hơi lai đó, ngày xưa ba con lai. Lai nước ngoài cái gì nó cũng khác mà. Dạ đúng rồi. Thậm chí là nó sao trái cổ con bự hơn trái cổ của bác đó vậy con? Bác, trời bác nói vậy là đụng chạm tới nỗi đau của bạn tụi con rồi. Đau dạ. Gì? Khổ nó lắm. Nó đau cái gì vậy con? Nó bị dị tật. Lúc nào đó nó cũng có một cái cục nổi lên ở giữa vậy đó. Thôi thôi đi đi qua đây để tránh ra để bác này xanh lỗi nó. Tránh ra đi. Mấy người sỉ vả tôi, mấy người chế giễu tôi. Tôi hận mấy người. Thôi đừng đau khổ con. Đừng đau khổ. Sao bạn con nó bức xúc quá vậy? Giờ sao con nói ba nghe coi. Bây giờ ba tính sao đây hả? Bây giờ ba có lỗi với bạn con rồi. Không ấy thôi, bây giờ gì nè, ba đi xuống dưới ba uống cà phê đi. Ba là bạn con vui liền. Ba xin lỗi con câu đã. Thôi khỏi, xin lỗi. Khỏi đi mà. Con lầm trái bưởi nha con. Khỏi đi. Con đi đi. Bắt tránh xa ra đi. Đó, nãy giờ tôi kể cho anh nghe hết á, trường hợp mà của con Dung với thằng Hải đó, là ba má nó ngăn cấm đó anh. Đó, rồi chúng tự chúng đi ra ngoài, chúng ở, rồi chúng đăng ký kết hôn đồ, bi kịch, tội nghiệp lắm. Vậy á, theo anh á, với vai trò của người cha đó, anh cảm xúc làm sao? Nếu mà tôi là người cha tốt á, mà tôi thấy cái hoàn cảnh của tụi nó cãi cha cãi mẹ đi cưới cái gì giống như con người cha nhân hậu đó, anh là người cha nhân hậu đó. Nhưng mà chuyện này là rõ ràng con Dung này nó làm nó cái gì? Cái gì vậy? Đi đâu ạ? À? Có Dung đây. Mẹ đi, mẹ ở đây đâu ra đây vậy? Đây con mới nghe cô chú gọi tên con mà. Gọi gì đó, gọi gì mày? Đúng là có gọi, nhưng mà cái trường hợp của con á, nghe nói gì bỏ nhà đi theo người ta rồi đám cưới gì đó, cái đăng ký kết hôn mà không nghe lời cha mẹ, cả lời cha mẹ phải không? Về đó. Xin lỗi cha mẹ đi con nghe. Ồ gì đâu, tự nhiên hạnh phúc của con mà. Cái gì vậy? Cái đó, cái con với anh Hải vui vẻ hạnh phúc được rồi. Nhưng mà nói cho con nghe nè, cái chuyện mà con làm như vậy á, không được cha mẹ thừa nhận thì có vui sướng gì không con? Ủa vui lắm, sướng lắm chú. Ủa? Sao chú biết được? Mà sao mà vui? Thừa nhận cái gì? Thừa nhận hồi nào? Hai đứa gia đình chúc mừng, bạn bè chúc mừng gặp mặt có gì đâu. Gặp mặt ở đâu? Cái gì? Gặp mặt ở đâu? Chúc mừng gặp mặt gì? Gặp mặt ở đâu? Ủa sao nãy nói không có đám cưới mà giờ nó nói đám cưới bạn bè chúc mừng gặp mặt vậy? Thì bạn bè nó tới chúc mừng vậy đó, hiểu không? Bạn bè nó tới chúc mừng thôi. Cô bị bệnh thần kinh hả? Sao cái mặt cô nó méo méo mà mắt cô nó giật giật như vậy? Cái này là triệu chứng của bệnh Parkinson nè. Dạ thưa ba. Cái gì? Con có gì con nói đại đi. Ba đẻ ra con mà, mỗi lần nói vậy là có vấn đề liền à. Có chuyện gì? Dạ thưa ba con. Thôi được rồi, hiểu rồi, ngồi xuống đi. Con cứ nghe lời ba, con muốn cái gì là ba cho con hết. Bây giờ nói đi, gái cưng ba, gái rượu ba muốn cái gì nói ba nghe. Cái này ba nói nha. Dạ thưa ba. Ừ. Dạ tụi con lỡ kết hôn với nhau rồi ba. Dạ ba ơi, ba tha tội cho tụi con nha ba. Ba ơi. Ba. Cái gì? Cái đó hả? Dạ. Trời ơi, hai đứa ai buông ra. Làm cái chuyện gì? Trời ơi, hàng xóm người ta nhìn thấy. Bình tĩnh cái gì? Trời ơi, người ta nhìn thấy ba. Ba lấy áo ba đội lên đầu làm sao vậy? Bác à, con thành thật khuyên bác là bác hãy bình tĩnh. Bác hãy chấp nhận hai bạn. Tha thứ hai bạn và chấp nhận cho hai bạn sống chung với nhau đi bác. Con thấy vậy là làm sao chấp nhận được? Sao không chấp nhận được? Rõ ràng bác đã đồng ý cho hai bạn. Ê nè, nãy giờ không có đồng ý tiếng nào hết, tôi nói đồng ý nào. Đó, con có quay lại làm bằng chứng đây nè. Nãy trong nhà bếp là bác đã nói rồi.
Đồng ý là có nói nhưng mà con nhìn đi. Sao không có vấn đề gì đâu? Con có biết không? Nếu mà tụi con thương yêu nhau thật lòng á thì ba gả, nhưng mà cái đó là với điều kiện là một nam một nữ. Chứ cái đàn này hai đứa nữ nó yêu nhau, làm sao tôi có cháu ngoại? Ủa lộn, mà đúng rồi, làm sao tôi có cháu ngoại? Ba, con làm được. Cái gì? Mày quay về mày không nhức đầu hả mày? Dạ không nhức đầu, vì người yêu con sẽ không bao giờ có nhức đầu. Trời đất ơi, mày là thằng Tùng. Dạ con đúng là thằng Tùng đây. Con làm được tất cả mọi thứ để con có được người con yêu. Bây giờ bác đừng có ngăn cản tụi con nữa. Nhưng mà ngày xưa tao cấm hai đứa bay quen nhau mà. Ba ơi, con chỉ yêu con mình ảnh nè ba. Trời ơi, tụi nó yêu nhau. Tụi nó sống chung với nhau. Dạ. Vậy tụi bay là tụi con thành vợ thành chồng rồi ba. Dạ. Bay thành vợ thành chồng. Dạ đúng rồi, con xác nhận. Tao sắp thành ba. Ba. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Bên ta cả khi ta khó khăn nhất vẫn luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều lúc lời tên nhắn hót móng túi từng xu nè nào thì cha xét như hoàng thư mà vợ yêu của anh ơi em là tình yêu của anh đó, cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài và rồi mai sau mãi mãi là của nhau ngày cùng bên nhau nhà vợ yêu hai ba con vợ của anh. Ba giờ. Rồi sao nữa?